Hi mọi người, lại là Source Studio đây. Clip ngắn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người mixing nó nhanh hơn bằng cách tạo các preset cho các cái plugin nha. Trong một bản mix thì chúng ta sẽ thường dùng các cái plugin nó lặp đi lặp lại nhưng mà với các cái mục đích khác nhau. Giả sử chúng ta sử dụng cho mục đích cá nhân đi, thì chúng ta sẽ đặt tên lại cái preset này ha. Mọi người bấm vào hình cuốn sách này, chọn Store Preset. Ví dụ mình sẽ đặt là mẫu Autotune 1 đi. Đó, ok. Sau này ví dụ mọi người chỉnh cho một người khác hay là chỉnh cho giọng hát trong hay là chỉnh cho cái dòng nhạc khác thì mọi người sẽ thay đổi tune đúng không? Ví dụ mọi người thay đổi tune như thế này. Rồi bây giờ mọi người lưu thành một cái mẫu khác. Mọi người tiếp tục bấm vào đây. Bấm vào đây, chọn Store Preset. Thì chúng ta sẽ đặt một cái tên mới, ví dụ như là mix giọng trong đi. Đó. Rồi bấm ok. Thì sau này khi mà mọi người kéo cái autotune vào á thì nó sẽ cho chúng ta các cái mẫu preset mà chúng ta đã làm rồi. Thì chúng ta chỉ việc lấy ra thôi. Ví dụ mình sẽ lấy cái autotune ha. Đây, ví dụ mình có một cái autotune mặc định của nó. Thì bây giờ mọi người chỉ cần sổ cái này xuống này. Sổ mình mũi tên xuống. Thì chúng ta đã có hai cái mẫu mà chúng ta đã set up sẵn. Ví dụ mình sẽ lấy cái mẫu autotune 1 đi. Đó, thì nó sẽ nhảy ra như thế này. Hay là mình lấy cái mẫu mix giọng trong đi. Thì nó sẽ nhảy ra các cái tông số như thế này. Nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho chúng ta. Nếu mà chúng ta sử dụng lặp đi lặp lại các cái plugin và các cái thông số mà chúng ta sử dụng rồi á, thì chúng ta nên lưu lại để sau này chúng ta lấy ra cho nó nhanh chứ đỡ mất công chỉnh đi chỉnh lại. Lặp đi lặp lại một cái thao tác thì chúng ta nên lưu nó lại luôn, đúng không? Ví dụ cái EQ cho vang dài đi. Giả sử mình EQ như thế này thì thay vì cứ mở EQ lên mình cắt như thế này thì mình sẽ lưu lại luôn. Mọi người bấm vào cuốn sổ này, Store Preset, mọi người đặt là EQ vang chẳng hạn. Đó, ok. Thì ví dụ mình có một cái EQ này, ví dụ EQ cho Master đi. Mình sẽ lưu là Store Preset nha, EQ Master. Rồi, ok. Thì sau này mở lên á, mở cái EQ Q3 này lên á, thì mọi người sẽ thấy là sổ xuống này. Thì chúng ta đã có sẵn cái EQ Master hay là EQ vang rồi. Đó, rất là nhanh thôi, tiết kiệm cho chúng ta khi mixing. Đó, mixing mà làm số lượng lớn á, mix nhanh á, thì mọi người phải lưu sẵn các cái preset cho các cái plugin nha. Mọi người chỉ tập trung vào phần melody thôi, chỉnh cái melody cho nó gọn gàng, cho nó đẹp thì mất nhiều thời gian hơn thôi. Còn cái khâu mixing thì chúng ta sẽ cố gắng tiết kiệm thời gian, làm sao cho nó nhanh gọn lẹ nhất. Ok, rồi clip hướng dẫn của mình đến đây thôi. Hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip hướng dẫn tiếp theo của Sound Studio. Xin chào.